Cho các cầu thủ Tuấn Xuân, cú nã đại bác của Ngọc Chiến. Tượng thì ở bên ngoài, các cầu thủ 2-1-2 Tuấn Xuân. Vẫn đang một đội hình thứ ba, rất đông đảo các vận động viên. Sẽ chẳng tốt, vừa căng vào tiếp theo. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Tuấn Xuân. Một pha dứt điểm từ một góc rất hẹp. Cú dứt điểm đó chính là của Huy Phước. Vẫn là một pha dứt điểm bằng chân trái. Trước đó Huy Phước cũng có một lần thứ hai thì anh đã có một bàn thắng nâng lên tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ 2-1-2 Tân Xuân. Treo bóng vào. Không, đó là một pha chuyền vào. Đội tuyển Việt tốt, an cảnh đưa bóng vào. Không được. Đường chiến thắng mở tỷ số dành cho trận đấu. Đây là pha đi bóng. Cú dứt điểm không được. Không thể vượt thẳng. Hoàng Tâm. Đó là cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm rất tốt từ biên trái. Đó là cú dứt điểm thẳng. Bóng đã trượt qua đầu của Ngọc Sơn. Đưa bóng đến thứ hai rất hay. Dứt điểm đi. Rất tiếc. Đứng trước bóng hiện tại đang là anh Tuấn. Dứt điểm. Đây là cơ hội nữa dành cho cầu thủ Thái Hà. Đây là một cơ hội nữa. Cú dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ Thái Hà. Người vừa có pha dứt điểm không thể còn phá đó chính là Võ Anh Tuấn. Sau một hồi tấn công thì các cầu thủ Thái Hà đã có được thành quả với một bàn thắng. Cầu thủ Thái Hà trong đó là tâm. Một cơ hội dành cho cầu thủ Tân Xuân, bàn thắng thứ tư và đã là bàn thắng thứ ba của Huy Phước. Phước hạ thủ một bóng cầu. Tâm và băng ra pha bóng. Có bàn thắng thứ hai không? Rất tiếc là bóng đã đi vọt xa. Tuần Cát Linh. Cát Linh bóng lại đến chân của Huy Phước. Điểm Huy Phước. Đó là cú dứt điểm thẳng. Còn cú dứt điểm an cảnh, nhưng như đó là một cú dứt điểm thì an cảnh Đức Thụy. Và treo bóng của Đức Thụy dành cho tiền đạo. Và bóng không tốt của Đức Diệm. Cơ hội dành cho cầu thủ Thái Hà. Như vậy là đã có bàn thắng tỷ số lên 2-4 dành cho các cầu thủ Thái Hà. Và dứt điểm gọn gàng đó chính là số 8 Tiến Luận. Rồi một sai lầm chuyền bóng của thủ thành Đức Diệm. Đó là thủ Thái Hà đã có cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Tiến Luận. Đó, một pha vô lê. Như vậy là có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống thành 3-4. Một pha vô lê rất đẹp. Như vậy lại đã có cú đúp dành cho Tiến Luận. Chỉ sau 1 phút thôi là anh đã có cho mình 2 bàn thắng. Một siêu phẩm trong buổi chiều ngày hôm nay dành cho cầu thủ CT3 Thái Hà. Và đến từ vị trí của Tiến Luận đang rất thoáng. Nếu có pha dứt điểm ngay không, cú dứt điểm thẳng. Thế ạ, cơ hội dành cho Văn Nam. Đó là một cú của Đức Thụy, cú dứt điểm từ xa. Chơi bóng này rất khó chịu.
Thụy. Và chèo bóng cũng khó, khá khó chịu của Đức Thụy. Và chèo bóng vào khá khó chịu. Như vậy là bóng đã đi vào đúng góc. Đúng điểm từ xa của Tiến Luận. Cố gắng Tiến Luận. Chèo bóng lên của Tiến Luận. Chèo bóng vào. Đánh đầu. Đó là một cơ hội rất tiếc dành cho các cầu thủ Thái Hà. Bóng đã đi trước cột dọc và Thành nhảy lên đánh đầu, đó là Đỗ Văn Đạo. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu chung kết giữa các cầu thủ 212 Tân Xuân và CT3 Thái Hà. Kết thúc trận đấu thì các cầu thủ 212 Tân Xuân họ đã giành chiến thắng và giành chức vô địch của giải đấu với tỷ số là 4-3.